Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách cánh diều, tập 2. Bài viết 3, trang 94. Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm. Chọn một trong hai đề sau. Đề 1: Dựa vào bản hướng dẫn có hình minh họa dưới đây, hãy viết một bài văn ngắn giới thiệu chiếc ống nhòm du lịch và hướng dẫn cách sử dụng ống nhòm. Bài làm: Khi đi du lịch, chúng ta cần chuẩn bị từ trước các vật dụng cần thiết để có một chuyến đi thuận lợi và thoải mái. Mọi người thường chuẩn bị nhiều dụng cụ để mang theo trong đó, ống nhòm là một dụng cụ quan trọng luôn được ưu tiên mang theo. Chiếc ống nhòm là đồ vật giúp chúng ta quan sát được cảnh vật ở cự ly xa mà không cần trực tiếp tiến lại gần. Chiếc ống nhòm thường nhỏ gọn, dễ dàng cất vào trong túi hoặc ba lô khi di chuyển. Cấu tạo của chiếc ống nhòm khá đơn giản, gồm hai khối nhựa hình trụ, dài chừng 12 cm, đường kính khoảng 5 cm nó được làm từ nhựa đen cứng cáp nên vừa nhẹ nhàng lại vừa bền và dễ vệ sinh hai ống kính được gắn lại bởi một khớp nối ở giữa có thể vặn qua trái qua phải có khả năng tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai ống nhòm tùy theo người sử dụng đầu hai ống kính là mắt kính giúp nhìn rõ nét các sự vật ở xa hai ống kính có thể điều chỉnh để thu phóng ảnh và thay đổi tầm nhìn đặc biệt chiếc ống nhòm có khả năng chống nước rất tốt ống nhòm có cách sử dụng rất đơn giản đầu tiên xoay trục nối giữa hai ống kính để điều chỉnh lại khoảng cách giữa hai ống kính đó cho phù hợp với mắt ướm thử ống nhòm lên mắt mình xem vị trí của hai ống kính đã khớp với đôi mắt của mình chưa nếu chưa tiếp tục xoay trục ở vành mắt kính để điều chỉnh khoảng cách gần xa của ống kính. Chúng ta liên tục điều chỉnh trục xoay ở mắt kính để phóng to cảnh vật muốn được nhìn rõ từ xa cho đến khi vừa vừa với mong muốn của bản thân. Như vậy, chúng ta đã sử dụng được một chiếc ống nhòm của mình cho việc ngắm cảnh rồi. Chỉ cần thao tác đơn giản, chúng ta có thể sử dụng ống nhòm để quan sát cảnh vật xung quanh. Em nghĩ rằng Chúng ta ai cũng nên có một chiếc ống nhòm để chuyến du lịch thêm tiện lợi và thoải mái. Đề 2. Dựa vào bản hướng dẫn dưới đây, viết là hướng dẫn phù hợp với mỗi hình về cách lắp pin cho một chiếc điều khiển. Trong nhà bạn, TV, máy điều hòa và nhiều quạt điện được bật, tắt, điều chỉnh bằng chiếc điều khiển. Để lắp pin cho chiếc điều khiển ấy, trước hết bạn hãy mở nắp hộp pin thường ở mặt sau chiếc điều khiển. Tiếp theo, bạn lắp pin vào hộp theo đúng ký hiệu ghi trên hộp. Ký hiệu à, dấu cộng là cực dương, ký hiệu dấu trừ là cực âm. Cuối cùng, bạn đậy nắp hộp pin lại. Bài làm, bước 1. Mở nắp hộp pin thường ở mặt sau chiếc điều khiển. Thông thường, hộp pin sẽ nằm ở mặt sau của chiếc điều khiển, với hình dáng phần nắp hình chữ nhật. Rất dễ nhận diện. Có hai cách mở nắp cơ bản sau. Cách 1: Đè nắp hộp pin xuống, đồng thời kéo trượt về phía đuôi để chiếc nắp trượt ra. Cách 2: Bấm vào đầu chốt mở của nắp để nắp tự bật lên rồi gỡ ra khỏi điều khiển. Bước 2: cách lắp pin lắp pin vào hộp theo đúng ký hiệu ghi trên hộp cần chú ý ký hiệu trên cục pin và hộp pin của chiếc điều khiển gồm cực dương ký hiệu dấu cộng và cực âm ký hiệu dấu trừ khi lắp phải đảm bảo ký hiệu của cục pin khớp với ký hiệu trên hộp điều khiển bí quyết để dễ dàng cho pin vào hộp pin là lắp đầu pin ở vị trí hộp pin có lò so trước Bước 3, đóng nắp hộp pin. Sau khi xác nhận lắp đúng và đủ cục pin thì mới đóng nắp hộp pin lại theo quy trình. Ngược lại, với cách mở nắp hộp pin, cách 1, trượt nắp hộp pin từ dưới lên, ngược lại chiều mở cho đến khi nắp khớp hoàn toàn. Cách 2, đẩy nắp pin lên miệng hộp pin và nhấn xuống cho khớp với miệng. bài văn viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm đến đây là hết rồi cô chào các con